Giới thiệu tới anh em một chiếc đài rất là khủng và độc lạ nha. Con này có cái tên cũng khá là lạ, cái model là RN243. Thì cái con này là do Hàn Quốc sản xuất nha. Do Hàn Quốc Cộng Hòa Hàn Quốc sản xuất và nó xuất đi thị trường châu Âu. Điện của nó là 220V nha, model là 243. Đó. Máy cực kỳ lạ và hiếm gặp nha. Thì con này là nó sở hữu là 4 cái loa rất là gấu nha. Ở đây là 2 cái loa bass và bên hông là 2 cái loa mic kim chép luôn. Đó. Về cái ngoại hình kích thước của con máy này thì cái chiều ngang của máy là nó 58 phân ha. Chiều ngang là 58 phân và chiều cao là 20 phân. Chiều cao 20 và chiều sâu của nó là 18 phân nha. Máy được thiết kế với hai học băng, máy được thiết kế với hai học băng ở phía trên, và ở đây là cái giải tần radio. Thì con này về radio thì FM full tần số 108, và đặc biệt là con này nó có bộ equalizer gồm có 7 con EQ ở đây, cho nên là chất âm của nó rất là hay ha. Đó. Về phía bên đây thì những cái phím chức năng là bao gồm con này có chỉnh volume, left right là ba lăng hai vế nha. Và tiếp theo là mình chọn cái chế độ cassette radio thì nằm ở đây. Và ở đây là chọn chế độ băng. Con này nó xài được băng Norman, Chrome và Metal luôn. Đó. Và ở đây là cái chế độ là chọn chế độ của hai cái loa sub bass nè, hai cái loa bass ha. Ví dụ mình chọn phía dưới đó là mình mở hai cái loa sub ở đây. Và ví dụ mình không nghe hai cái loa sub này á thì mình sẽ gạt lên trên thì mình nghe chế độ stereo. Thì mình nghe bằng hai cái lo toàn giải nó nằm ở đây. Đây một cái nha. Lo này lo mid trap ha. Và bên này là cái chế độ mono stereo và ở đây là chọn FM AM. Trên này thì nó có một cái nút nguồn ha, nút nguồn nó nằm đây thôi. Rất là đơn giản. Rồi phía mặt trên. Về phần máy thì nó rất là gấu ha. Ngồi cái tay sách nằm ở đây thì ở hai bên hông nó còn thiết kế cho anh em là hai cái chỗ để mình sách nữa. Thì mình sách nó nằm đây. Máy rất là nặng nha. Kích thước to lớn, sử dụng điện 220V, hàng xuất thị trường châu Âu. Mặc dù là do nước Cộng hòa Hàn Quốc sản xuất, nhưng mà nó sản xuất đi thị trường châu Âu, nên là chất lượng của nó rất là tốt nha. Rồi em báo giá trực tiếp để cho anh em tham khảo luôn nha. Anh em lưu ý giùm em là ở đây là hai cái tai tép là vận chuyển về nó có bị cón này nha anh em. Nó bị cón nước thì em đã đi keo lại rồi, nó rất là chắc chắn ở bên này và bên này nữa. Đó, nói chung là cái này là cái phần gồ gờ ra, cho nên là khi nó vận chuyển về nó bị cón thôi. Và ở đây thì cái ơ căng của nó anh em nhìn hả, nó rất là gấu luôn. Ở mặt trước của hai cái lo bass thì hai cái ơ căng nó sẽ lòi ra hơn so với hai cái lo mic nó nằm bên hông. Rồi con này em bán với cái giá là 2.800.000 nha, 2.800.000. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ em qua số điện thoại hoặc là kết bạn Zalo nha. Đó. Và con này nó có đặc điểm hay nữa là khi mình chơi nhạc á là nó sẽ có hai cái đèn ở bên hông nè, đó nó báo lên. Rồi bây giờ em mời anh em nghe một đoạn nhạc, em test băng cassette trước nha. Ở đây là cái nút nguồn nè. Rồi hiện tại là đang up volume nha. Rồi em sẽ gắm điện vào cái này, gắm điện 220 trực tiếp nha. Khi mình mở nguồn sẽ có cái nút báo đèn đỏ này. Nếu ngày ấy mình đừng yêu nhau,
thăm tôi. Ngoài trời mưa rơi, trời mưa không dứt, con đường chân ướt, anh đến thăm tôi. Nhớ, nhớ ngày ấy mình cầm tay nhau, nhìn trời mưa ước cho ngày sau sẽ không còn xa nhau. Bộ lâm em chỉ để 50 thôi, nhưng mà tiếng của nó cực kỳ. Sẽ không còn xa nhau. Rồi, test học B. Ôi cuộc đời đầy phong ba giữa lòng người, giọt sâu chia ly buồn tê tái. Đầy thương đau tấm hình hài, thu mát mắt buông mùa thu ơi. Chiều nhật buồn, chiều nhật buồn, chiều nhật buồn. Nằm trong căn gác điều hiu, nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều, bạn bè rơi ở chân. Rồi hai học băng học hát rất là hay nha, rất là chuẩn tiếng. Và con này là hàng châu Âu về nha, xin nguyên bản luôn. Về cái phần loa bên trong đó là xương loa 7 màu, em bán hàng rất là kỹ chi tiết ha. Và về cái bên mặt đó thì nó còn rất là đẹp. Anh em nào quan tâm thì em sẽ gửi thêm hình ảnh bên trong để cho anh em tham khảo thêm nha. Rồi em chuyển qua phòng radio. Radio thì mình quay đầu đi ngược chiều, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua khu vực này. Về trưa chúng tôi ghi nhận hai vụ va chạm, cụ thể tại đường Tô Hữu lối rẽ vào Trung Văn, va chạm giữa xe bồn và xe máy, người điều khiển xe máy bị thương phải đưa đi cấp cứu, giao thông khó khăn. Còn tại quốc lộ 38 qua ngã tư làng nghề Đông Giao, va chạm phố Hà Nội, đặc biệt là khu vực phố cổ. Vấn đề căn cốt trọng yếu có tính chiến lược và cấp bách về xây dựng đảng. Đó chính là bộ phim Đi Giữa Trời Trực. Gen Z như cháu mà chịu khó tìm hiểu về luật này là hiếm đấy. Winding turn and stunning views of the rice terraces. Non capital per Azin e Simsi City. Được tiền công sau khi xong việc họ về điện thoại. Việc giữ lời âm ư. Tuy nhiên sau thì người đó không trả lời nữa, gọi điện thoại thì bị chặn luôn. Lúc đó ta chỉ biết khóc chứ không làm được. Rồi như vậy là em đã test và giới thiệu xong cùng với anh em một chiếc đài đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, rất là độc lạ và ngoại hình thì cao to khủng. Giá thành thì rất là rẻ, với giá chỉ 2.800.000 thôi. Đó, con này thì không có đường lấy in nha. Rồi anh em nào quan tâm thì liên hệ em qua số điện thoại hoặc là kết bạn Zalo nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video này nha.